xa xa chứ, mới đi quay được. Đưa thay về, nhanh quá nhá. Trưa nhờ tới nhà thầy nhá. Trưa nhờ tới nhá, 10 giờ nhá. 10 giờ qua nhà thầy Hải nhá. Biết nhà thầy Hải chưa? Biết rồi. À biết rồi Trần nhá. Thầy dạy các bà đấy. Ừ. Bye bye mấy đứa nhá.